Vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị ngành công thương 28 tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc năm 2016 với chủ đề Ngành công thương 28 tỉnh, thành phố mở rộng liên kết, hợp tác cùng phát triển. Theo thống kê, giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2016 ngành công thương của 28 tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc ước đạt 1.919.000 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 74% kế hoạch năm 2016. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành công thương 28 tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc đã đạt được thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, ngành công thương 28 tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khai thác tối đa năng lực sản xuất và nhu cầu thị trường, phát triển công nghiệp gắn với tăng trưởng xanh, sử dụng công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chung của toàn ngành, làm tiền đề triển khai kế hoạch 5 năm 2016-2020. Tại hội nghị, đại diện Sở Công Thương các tỉnh, thành phố đã tập trung thảo luận về các vấn đề như công tác xúc tiến thương mại đối với lĩnh vực liên kết tiêu thụ sản phẩm, hiệu quả từ chính sách phát triển cụm công nghiệp, công tác xúc tiến thương mại kết nối giao thương trong năm 2016 và những năm sau.